Em nghĩ là khi mà em sang đến nơi thì em sẽ cố gắng thu xếp và đến sân cùng với đồng đội, và sẽ cố gắng chung cùng với toàn đội và sẽ tập luyện chăm chỉ và hướng tới trận đấu tiếp theo của toàn đội. Em nghĩ là nếu mà đêm nay bay thì khả năng là ngày kia em sẽ bắt đầu tập luyện. Em vẫn luôn cố gắng và em hy vọng là luôn tin tưởng và sẽ cho mình thi đấu ở trận đấu đó. Đầu tiên là em phải cố gắng hết mình, em phải cố gắng trong từng buổi tập. Em nghĩ là hiện tại thì em không lo lắng, thì em rất là tự tin và em sẽ sang đó và em sẽ cố gắng hết mình tập luyện để em lắng nghe huấn luyện viên và em học hỏi từ huấn luyện viên, học hỏi từ chính các đồng đội của em. Và em mong là mọi người ở bên đó sẽ chào đón em, và mong rằng em sẽ là một tập thể mạnh và sẽ thi đấu thật tốt. Em nghĩ là đâu phải ai cũng nhiều khi cũng biết tiếng luôn đâu. Và em sang đó em sẽ học dần dần, và dần dần em sẽ tốt lên dần. Em nghĩ là cả hai huấn luyện viên đều là rất là vui vẻ và đưa ra những cái lời khuyên rất là chân thật cho em, và mong em là phải cố gắng, và phải đầu tiên là phải tự tin và cố gắng học thêm ngoại ngữ và giao tiếp ở trên sân. Em nghĩ là cái điều đầu tiên hôm nay em luôn luôn nhớ là lá cờ Việt Nam, và em luôn luôn mang ở trong vali của em. Em nghĩ là khi mà em sang đó em thích nghi với đồ ăn ở bên đó, và em cũng nhiều khi em cũng không muốn mang một thứ gì đó, nhưng mà bố mẹ khuyên em thì mang đi để có chút là quê hương, thì em có mang một chút thôi. Em nghĩ là nếu mà thực ra ấy, em chỉ xa khoảng cách ở địa lý bố mẹ em thì nghĩ là mình xa vậy, chứ thực ra em khi mà em ở Việt Nam, em ở Hà Nội, em cũng không có thời gian để về nhà, thì cũng giống như vậy thôi à. Nhưng mà bố mẹ lo lắng cho em ở khoảng cách địa lý, bố mẹ nói chung là bố mẹ là vì cũng thương con, nhưng mà em nghĩ là sang đó thì thời buổi bây giờ có điện thoại công nghệ, và em sẽ gọi điện về nói chuyện với bố mẹ qua video. Em cảm ơn tất cả người hâm mộ đã đặt kỳ vọng rất nhiều vào em, và em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ và sẽ cố gắng thi đấu hết mình để mọi người để không để mọi người phụ lòng, không để phụ lòng mọi người. Em mong toàn thể đội luôn luôn cố gắng hết mình ở chặng đường tiếp theo, và em mong là năm nay đội sẽ giành cúp U23. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.